Vâng, Sưởng gỗ Bộc Lam Huy xin chào. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2020. Hôm nay thì Huy sẽ quay cho mọi người coi bên trong xưởng sản xuất, nơi mà các sản phẩm được anh em thợ chỉnh chu và hoàn thiện trước khi bàn giao cho quý vị nhé. Và trong ngày hôm nay thì Huy sẽ công khai cũng như sẽ tiếp tục báo giá với quý vị về các cái sản phẩm mà đang được anh em hoàn thiện tại đây. Thì xin phép quý vị một vài phút để hoàn thiện cái video nhé. Lần đầu tiên quay luôn từ phía bên ngoài, quay từ ngoài vào trong. Đầu tiên thì Huy đang cho anh em thợ chuẩn bị tẩy cái bộ ghế này. Đây là bộ ghế Minh Quốc Đào Chim cột 12, chất liệu gỗ hoa đỏ. Và đây là một bộ ghế tiêu chuẩn rất là cao quý vị nhé. Dàn tựa 4 phân, tay nghe liền nguyên khối và cái mặt ván dày 3 phân quý vị nhé. Đây là bộ ghế 48 triệu đã có clip tại xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Vâng, bộ ghế này thì lát nữa anh em sẽ đem ra tẩy thưa quý vị. Và tiếp tục thì anh em cũng sẽ tẩy thêm một bộ cột 10 bát tiên. Vâng, một bộ bát tiên cột 10, bát tiên lưỡng long tranh châu hay còn gọi là song long cầu nguyệt, với các cái bản tựa liền, tựa liền, tó liền và mặt cắn liền quý vị nhé. Với các cái bản tựa được làm với cái độ dày lên tới là 4 phân quý vị ạ, rất là dày dặn và chắc chắn. Đây là bộ ghế 6 món có giá chỉ 25 triệu tại xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Và tiếp đến thì hôm nay anh em cũng tẩy một bộ bàn ăn 8 ghế gỗ gõ đỏ giá 27 triệu bông vân rất là đẹp. Và một bộ ghế pháo. Vâng, ở đây là một bộ ghế pháo mà nó có cái băng tựa rất là trơn, trơn tru, rất là đẹp, trên chất liệu gỗ hoa đỏ hết 100% luôn quý vị ạ. Có mức giá là chỉ 30 triệu tại xưởng Mộc Lan Huy nhé. Đó. Và vào sâu hơn bên trong thì ở đây Mộc Lan Huy có một bộ ghế ngũ long cột 12 gỗ hoa đỏ. Anh em thợ cũng chuẩn bị tẩy cái bộ ghế này. Và đây là bộ ghế cũng có giá là 43 triệu. Vâng, công đoạn đầu tiên là trước khi tẩy trắng ạ, thì anh em thợ sẽ kiểm tra lại hết các cái phần chân, phần gần. Anh em sẽ chà chót, chà và tỉa tót lại những cái đường mà nó chưa có được đều quý vị nhé. Những cái đường nét nó chưa được đều, chưa được đẹp, anh em sẽ tỉa tót lại hết, cũng như các cái phần tay nghề. Anh em sẽ tỉa tót lại sao cho thật là đều, thật là đẹp. Trước khi sơn, trước khi cắt, các cái phần tay nghe này thì như quý vị cũng biết là các cái phần tay nghe nguyên khối nó rất là giá trị quý vị nhé. Tay nghe nguyên khối rất là giá trị. Ở đây là cái tay nghe thuộc cái dạng tay nghe vẩy, còn mà phía bên kia thì là loại tay nghe nói chung là hai cái đét được nuôi khác nhau, thì được Mộc Lan Huy làm trên hai loại hàng khác nhau. Và vào sâu cái bên trong một chút thì đây là hai chiếc ghế con của cái bộ 48 triệu quý vị nhé. Hai chiếc ghế con của bộ 48 triệu. Cái băng ở phía bên ngoài. Và vào sâu bên trong thì ở đây anh em đang làm một bộ bàn ăn 8 ghế chất liệu gỗ hoa đỏ giá 26 triệu. Đây là bộ mà Huy nhận online của anh khách hàng ở bên Dĩ An Bình Dương. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này nó vẫn chưa có xong quý vị nhé. Ở phía bên đây cho anh em mới chỉ lót xong có một lớp thôi, có xong có lớp à. Đây là một bộ có bông vân rất là đẹp này, đi kèm với các cái phần mặt ghế bông vân rất là đẹp luôn, cả 8 chiếc ghế. Thì Huy hy vọng là sau khi sơn hoàn thiện cái bộ ghế này thì Huy sẽ có clip gửi đến cho quý khách hàng cùng tham khảo nhé. Và đặc biệt là anh khách hàng ở Bình Dương, anh khách đã tin tưởng đặt hàng bên Mộc Lan Huy qua online. Đây là chiếc bàn đi kèm chân trụ đặc nguyên khối 6 dâu và các cái bản trụ có cái bông vân rất là đẹp thưa quý vị. Bông vân làng tự nhiên rất đẹp. Và tiếp đến thì ở đây Mộc Lan Huy cũng đang vừa lót xong lớp lót đầu tiên của một bộ Minh Quốc Đào Chim cột 12 trên chất liệu gỗ chèm. Đây là sản phẩm được Mộc Lan Huy cũng làm với bản tựa 4 phân. Và đặc biệt thì các cái xin lỗi quý vị, đây là các cái bản tựa 3 phân và các cái mặt ván
thì được làm với khuôn bao ngoài là 4 cân, và bao lăm trong là 1,5 cân. Bao lăm trong chất liệu gỗ gõ đỏ 1,5 cân, rất chắc chắn đấy quý vị nhá. Trên một cái hàng bao lam thông thường của gỗ đỏ thì cũng chỉ có 1,2 thôi. Và tuy nhiên thì đây là hàng mộc lam vi làm cao cấp, là làm cái 1,5 cân thôi. Đó. Rất là cứng cáp, chắc chắn quý vị nhé. Tay nghe thì cũng là tay nghe nguyên khối luôn. Đó, nguyên bộ 6 món gỗ tràm ở cái bộ này nó có 17 triệu thôi. Đó, rất là đẹp. Đấy, con đó là bên đây. Còn trên chất liệu gỗ tràm quý vị nhá, gỗ tràm, nhưng mà phần mặt thì được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, rất là đẹp, rất là dày. Về các cái phần vai, phần vai của cái bộ ghế này thì được đục dạo tai bèo hoa lá tây, dàn chân được đầu lâm chân móng, đấy, rất là đẹp. Nguyên bộ là 17 triệu quý vị nhá. Đây là mặt sau này. Cái tỷ lệ lõi trên những cái bộ ghế này nó rất là cao, một lần như là tỷ lệ lõi rất là cao, bàn này có hộp kéo. Còn bên đây, ở đây thì là một chiếc kệ tivi chất liệu gỗ gõ đỏ 2 mét. Đây là sản phẩm có giá là 8,3 triệu. Rồi, 8,3 triệu một bộ thưa quý vị, chất liệu gỗ gõ đỏ hết 100%. Cái kệ tivi đây là mẫu cột trơn, và khá là giống với mẫu cột nho, thì đây là mẫu cột trơn thì đi kèm với các cái phần cánh trơn, dành cho quý vị mà thích những mẫu cột nho nhưng mà thích đục chạm ít thôi để dễ dàng vệ sinh lau dọn. Có bên đây một bộ bàn gỗ gõ hình chữ nhật 6 ghế. Đây là một bộ mà một lan vi có giá là 23 triệu quý vị nhé. Và một bộ nữa, đây là một bộ oval. Trong cái clip hôm vừa rồi một lần mình có quay 2 bộ, thì đây là một bộ của anh khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ 27 triệu quý vị nhé, khác với bộ 26 triệu của anh khách hàng ở Bình Dương. Là cái bộ này nó đi kèm với cái bản dâu, nó chỉ có 2 dâu thôi, nhưng mà cái dâu của nó là dâu dày là 10 phân. Đấy, bộ này 27 triệu quý vị nhé, đi kèm với dàn ghế đây này. Cái dàn ghế của bộ 27 triệu là dàn ghế cũng là bông vân mặt rất là đẹp, tựa là tựa trơn. Dàn tó thì cũng tiếp tục là dàn tó kiểu hoa lá tây. Và như quý vị có thể thấy thì ở Mộc Lan Vi thì các cái sản phẩm khi mà Mộc Lan Vi làm thì luôn luôn là làm theo một lô, làm theo hàng loạt. Vậy nên là cái chi phí mà để sản xuất ra thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Vậy nên là cái giá mà Mộc Lan Vi đưa ra cho quý vị thì sẽ rất là tiết kiệm. Đó, đó là sơ qua về một số các cái sản phẩm mà anh em đang làm trong ngày hôm nay. Đó, còn một chiếc giường X nữa quý vị nhé, một chiếc giường X chất liệu gỗ hoa đỏ 1m6. Đây là sản phẩm có giá là 19 triệu và một chiếc có chiều dài là 2 mét, sản phẩm có giá là 20 triệu. Thì đây là các sản phẩm anh em để rời hết. Vâng, anh em để giờ hết và sẽ sơn hoàn thiện cho giao được cái khách nhé. Vâng, thì đây clip này thì Huy quay sơ qua về cái quá trình sản xuất của bên xưởng sơn của Mộc Lan Vi. Đây là các cái sản phẩm được hoàn thiện và bàn giao cho cái khách. Vâng, clip thì Huy sẽ làm ngắn thôi, nhưng luôn là làm dưới 10 phút quý vị nhé. Và qua cái clip này thì rất mong là chúng ta cập nhật được đến quý vị về một số các cái sản phẩm. Và những khách hàng nào, những sản phẩm của quý vị nào thì chắc chắn là quý vị cũng đã được xem rồi đúng không ạ? Thì tất cả các sản phẩm từ mộc tới sơn, tới lúc cái bàn ra thì Huy đều quay rất chi tiết. Và rất mong là sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý vị khán giả về các cái sản phẩm đồ gỗ, cũng như là về cái quy trình sản xuất và thực tế về các cái sản phẩm, và cũng như là chính xác được đến quý vị về chất liệu gỗ. Vâng, thì tất cả các sản phẩm này đều là cái sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn và ký tên, và đến được qua bên xưởng sơn thì chắc chắn là cái sản phẩm đã là của quý vị rồi. Thì Mộc Lan Vi chỉ có hoàn thiện và bàn giao thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này của Mộc Lan Vi nhé. Và nếu như có thiếu sót điều gì thì quý vị cứ để lại bình luận ở bên dưới, Mộc Lan Vi sẽ trả lời và đáp tất cả những thắc mắc cho quý vị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.